Hello mọi người, thì hôm qua tới giờ rần rần cái vụ mà dì ghẻ và ba ruột hành hạ bé 8 tuổi vào năm ngoái cho tới chết. Thì bây giờ là tháng 7 ngày 21 năm 2022 thì mới xử cái vụ này. Mà cái vụ em bé đó bị hành hạ chết đó là hồi tháng 12 năm 2021. Có nghĩa là mất hết 7 tháng để mà công an vào cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết, tại sao chết và thu thập các bằng chứng cứ để mà buộc tội hai cái người này. Thì câu chuyện này thì mình nghĩ là mọi người đã nghe hết rồi, mình không cần phải tóm tắt lại để làm cái gì. Mình chỉ đang nói về cái vụ xét xử của ngày 21 tháng 7 ở Việt Nam, tại Tòa án Việt Nam. Thì cái cuộc xét xử này bị hoãn lại là tại vì cái đề xuất án của người ba ruột bị thay đổi. Thì cái mức án cái người ba ruột bị thay đổi từ việc sẽ bị truy tố về việc hành hạ người khác đổi sang là việc giết người luôn, cho nên là cái mức án nó sẽ nặng hơn và nghiêm trọng hơn. Thì ở Việt Nam một số bạn và các bài báo ở Việt Nam cũng đã ghi lại những hình ảnh và video rất là nhiều từ ở ngoài tòa án cho đến bên trong tòa án. Thì lát nữa mình sẽ chiếu cho các bạn coi. Thì sự việc này thì cũng thật sự rất là đáng tiếc, là tại vì mình nghĩ tại sao hồi đó hai vợ chồng ly dị thì người mẹ không giữ luôn hai đứa mà lại giao cái đứa con gái 8 tuổi cho ba ruột nuôi. Thì cái câu chuyện quay lại quá khứ là lý do tại sao mà người mẹ không nên để cho bé gái này cho ba ruột nuôi là tại vì thứ nhất là người chồng đã phủ rồi, đúng không, bỏ chỉ đi quen cái cô này ở cơ quan, có nghĩa hai người này là đồng nghiệp, các bạn là làm chung với nhau, hình như ảnh làm giám đốc hay gì đó. Thì cái cô dì ghẻ này á là cổ làm nhân viên ở trỏng, thì hai người mới quen nhau, mà nghe đâu là quen có mấy tháng à, là cái cô này á bắt anh này á là bỏ vợ để mà ở với cổ. Thì các bạn nghĩ đi, cái cặp đôi này á không phải là mới cưới hay gì hết, tại vì các bạn thử nghĩ đi, đứa con gái 8 tuổi thì tệ lắm á là hai người này á phải ở với nhau từ 9 đến 10 năm, đúng không, thì tại vì đứa con tới 8 tuổi lận, chứ không phải đứa con 1 tuổi hay mấy tháng 2-3 tuổi gì hết. Cho nên thời gian vợ chồng ra rất là dài, nó nhiều tình nhiều nghĩa lắm rồi, mà nó phải muốn bỏ là bỏ đâu. Nhưng mà không, anh này bỏ cái rực, có nghĩa là chẳng có tình nghĩa gì đây hết, ok. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai á, quay lại về quá khứ luôn, là chị mà mẹ ruột của đứa bé bị giết chết á, là không có được nhà chồng ưa. Có nghĩa là mẹ chồng, ba chồng gì á, khi mà chị này đẻ hai đứa con ra là chưa bao giờ nhà chồng đá động hay nói cái gì hết trơn á. Có nghĩa là cái câu chuyện của hai người này đến với nhau là cái anh này ảnh là con trai một luôn. Thì lúc đó là yêu, mà chứ mới lớn thì yêu, thì ảnh cãi lời ba mẹ gì đó rồi ra ở chung với cái chị này, và ở riêng luôn các bạn, ở riêng chứ không ở chung với gia đình chồng, thì mới đẻ hai bé này. Nhưng mà từ lúc những em bé đó sinh ra cho tới lúc lớn lên á, thì cái người mẹ chồng nó không bao giờ nhắc nhở và chẳng giúp đỡ bất cứ cái gì hết. Thì cho thấy là hả, nhà chồng cũng không được. Rồi thì hồi xưa là ông chồng ổng được đi, thì coi như là nhìn có vẻ nương tựa dựa dẫm đi, thì cho nên mới đẻ hai đứa. Chứ nếu mà nhìn không nương tựa dựa dẫm được thì đẻ làm gì, đúng không? Thì mình không hiểu tại sao là lại để cái đứa bé gái này cho chồng nuôi, trong khi đó đã có một cái quá khứ không mấy êm đẹp. Ví dụ như mình có một quá khứ là được chồng cưng chiều, được nhà chồng cưng chiều, hay là cho tất cả mọi thứ như thế nào đó để mà đảm bảo cái sự tương lai của người mẹ và những đứa trẻ đó. Thì lúc ví dụ mà lỡ mà thì chuyện người lớn mà nhiều khi không yêu không thích nhau nữa thì thôi, không gì hết trơn á, tôn trọng. Ai muốn ra sao thì ra, nhưng mà tương lai của mấy đứa trẻ rất là quan trọng. Thì mình đã biết như vậy rồi thì có nghĩa là chỉ có mình mới là giúp được con của mình thôi. Đàn ông á, tại sao người ta dùng từ đàn ông, các bạn nên nhớ, đàn ông á là họ không bao giờ ở không, các bạn hiểu không? Đàn bà á, họ có thể ở không, cho nên á, các bạn nhìn chữ tại sao ông bà hay nói câu là hay vần với nhau lắm, đàn ông là không bao giờ ở không, cho nên á, các bạn không còn quan trọng bạn nữa, là mình đảm bảo là ổng sẽ có người mới, cho nên các con của bạn nó sẽ sống như dì ghẻ, bạn hiểu không? Mà để tại sao người ta lại dùng từ dì ghẻ nữa, là mình lại nói thêm một câu nữa các bạn nghe là phải gọi là thấm tháp luôn. Dì ghẻ thường quýnh con của mình, là nó quýnh như con không có đẻ, tại vì nó đâu có đẻ đâu, cho nên là nó mặc sức nó quýnh thôi, nó quýnh tới chết luôn, các bạn thấy rõ ràng không? Thì mình không là mình trách cái người mẹ ruột là cái gì hết trơn á, nhưng mà cái này là mình cảnh tỉnh cho những cặp á mà lỡ có ly dị á, có con á, thì người mẹ nên gom hết vô ha. Tới tháng á kêu chồng gửi tiền vô nuôi mấy đứa đó, chứ không có việc gì phải giao hết trơn á, tại vì hả, giao rồi hả, đó xảy ra chuyện gì đó rồi sao hối hận không kịp. Còn ta đẻ ra 8 tuổi ha, nuôi chà da tróc dậy ha, mới cao to cao lớn dậy không biết tự giác ăn uống học hành rồi, thì nó quýnh cho chết. Rồi thì giờ nói lại, thì một số bạn á bây giờ đang muốn cái bản án á là hai người này phải tử hình. Thì cái bản án đó là cái bản án cao nhất cho cái tội giết người, thì dựa trên cái tình tiết giết người như thế nào á, có nghĩa là có nhiều dạng giết người lắm các bạn, có nghĩa là nhiều khi người ta vô tình, hay là tai nạn, rồi cố ý, rồi có cái sự giả tâm giả mang ở trọng giết, phải giết như thế nào nữa.
thì cái mức án nó sẽ thành từ 10 năm, vài chục năm cho tới tử hình là mức án cao nhất. Là khi mà tòa án đã chọn cái khung hình ở cái mức án mà tử hình rồi á, là có nghĩa là tòa đã xem xét về cái mặt đạo đức và cái cách và cái ý thức mà dẫn đến cái việc giết người này á, là ở mức độ gọi là không chấp nhận được, là coi như là chúng ta tòa nhìn cái cặp này á, là cho dù mà có thả về với xã hội á, thì maybe nó sẽ giết nữa. Có nghĩa là khi mà tòa án mà có thể nhìn nhận được cái sự việc nó đến mức độ như vậy á, thì sẽ hai cái người này á, chắc chắn là sẽ bị tử hình. Còn nếu mà điều tra rồi nhờ luật sư bào chữa rồi lên những cái tình tiết á, ví dụ như là thấy hai người này vẫn có thể cải tạo được, hay là giống như cái người mẹ ruột của cái cô gì ghẻ đó, đúng không, là có viết một cái bản án, có viết một cái thư nói với tòa là trong thời gian đó là đứa con gái của cổ bị Covid, cho nên cái người mẹ nó nghĩ là cái bà ghẻ là do bị Covid cho nên ảnh hưởng tới tâm lý tinh thần không ổn định, cho nên mới dẫn đến sự hành hạ cái bé gái 8 tuổi đó như vậy. Chứ thường bình thường thì nó rất là vui vẻ dễ thương. Thì cái đó là cái tâm lý thôi. Thì khi một người mẹ mà có đứa con bị dướng vào dòng lao lý, vào cái tội giết người như vậy, thì thứ nhất nó rất là sốc, thứ hai rất là sợ các bạn, tại vì hình như là con một, hai bên đây là con một hết, nhỏ gì ghẻ cũng là con một, mẹ cái ông bố ruột á cũng là con một, đúng không, công tử nghe đồn là công tử luôn đó. Rồi thì mình nghĩ á, mình hy vọng á là cái này á giống như là cái bài học để mà cho những cặp đôi á mà lỡ con không thích nhau nữa đó, thì chuyện con cái á nên giải quyết nhẹ nhàng êm đẹp, là theo mẹ hết nha, theo mẹ hết. Dù sao thì người mẹ họ cũng nhiều khi người mẹ không có tiền, nhưng mà thật sự là cũng chẳng làm gì con mình hết, tại vì cái dòng mà mang bụng bầu cả năm trời rồi hả, vượt cạn khó khăn đẻ một đứa con ra cực khổ biết bao nhiêu, mà nghĩ sao ai dám làm gì, nhiều khi họ la sản thôi chứ thật sự không dám động tay động chân gì đứa con mình hết. Nhưng mà ba thì khác, bởi hồi xưa người ta có câu là con không cha ăn cơm với cá, con không mẹ lót lá mà nằm. Chào các bạn. Chị Hờ, mẹ ruột của bé VA 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, bị di ghẻ bạo hành dẫn đến tử vong, từng vượt qua sự cấm cản của bố mẹ chồng kết hôn với Thái, nhưng tất cả bi kịch bắt đầu từ khi tiểu tam phá hoại gia đình tan đàn xẻ nghé. Chia sẻ với chúng tôi, chị TN là bạn thân gần nhà chị Hờ ở Vũng Tàu cho biết, chị Hờ xưa lấy Thái đã bị bố mẹ chồng không thích rồi, kiểu gọi là ghét ra mặt luôn, nhưng lúc đó thì tình yêu lớn nên vượt qua được, hai vợ chồng ở với nhau đến tháng 6 năm 2020 mới ly dị. Trước đó hai vợ chồng thuê nhà bên Bình Thạnh, cũng chỉ là chung cư bình thường không phải cao cấp gì đâu, vì Thái đâu có tiền nhiều, nhưng để tiện cho bé A đi học và không ở cùng ông bà, chị Hờ là người rất biết cách chăm chút nhà cửa, vun vén cuộc sống, đi làm cắm hoa trồng cây, chăm sóc con và gia đình là tất cả với chị N chia sẻ. Tuy nhiên tất cả bi kịch bắt đầu vì sự xuất hiện của tiểu tam Nguyễn Võ Quỳnh Trang và thói lăng nhăng của Thái. Anh trai chị Hờ, bác ruột bé VA tiết lộ, khi đang chung sống với Thái, em tôi đã phát hiện anh ta qua lại với cô Trang, thậm chí hai người đó còn chửi bới công khai trước mặt Hờ vì quá phận uất đã tự tử phải nhập viện. Khi Hờ còn đang mê man trên giường bệnh, bố mẹ Thái đã sang nói chuyện với bố mẹ tôi rằng nếu cả hai không ở được với nhau thì cắt đứt. Mối quan hệ ngoài luồng này của Thái cũng được chính Trang khai nhận tại cơ quan công an. Trang thừa nhận đây là mối quan hệ bất chính bởi cả hai quen nhau khi làm cùng công ty ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này Thái đã có vợ con. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, chị Hờ bị sốc và có giai đoạn rơi vào trầm cảm, có quá nhiều biến cố xảy ra khiến chị Hờ không thể gặp con thường xuyên. Tính ra là tháng 6 năm 2020, chị Hờ ly dị, tự vẫn có nhiều biến cố quá nên cũng chỉ có thể gặp con hạn chế. Đừng ai bảo mạnh mẽ được, gặp cú sốc vậy xem các bạn có thể vực dậy không, phải mất cả năm mới có thể vượt qua được. Nam chồng đang còn hạnh phúc, phải chia ngả, gặp thêm Trang tiểu tam ghê gớm nữa. Rồi nhà chồng vậy thì sao tinh thần có thể liền dốc lại được. Rồi chưa kể mùa Covid-19 bắt đầu từ năm 2020 đến năm 2021 là đỉnh điểm, chị N cho biết. Cũng theo chị N, chị muốn kể rõ mọi chuyện về chị Hờ để mọi người hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của chị Hờ và biết vì sao chị không thể gần gũi và bảo vệ bé VA trong hơn một năm qua. Anh trai chị Hờ kể, thời điểm em gái ông ly hôn đã phải chịu nhiều áp lực từ ông Thái cùng gia đình chồng và cả Trang. Chị Hờ muốn hai con về sống cùng mẹ. Sau đó hai bên xảy ra tranh chấp quyền nuôi con. Thái còn thuê luật sư gửi đơn ly hôn tạo áp lực để em tôi phải sớm ly hôn. Thái còn đòi nuôi cả hai đứa con nhưng Hờ không đồng ý. Anh trai chị Hờ nói. Sau đó ông Thái đã đưa ra các lý do như chị Hờ không có thu nhập nuôi con, có triệu chứng tâm thần để dành nuôi hai đứa. Sau đó do muốn được nhanh chóng hoàn tất việc ly hôn nên Thái thỏa thuận giao một con cho chị Hờ nuôi. Trong quyết định ông Thái được nuôi bé A, chị Hờ được nuôi con trai em của bé A. Thế nhưng sau đó dù cả chị Hờ và gia đình chị tìm cách gặp A đều bị ông Thái ngăn cản. Do bị ông Thái ngăn cản nên hơn một năm qua chị Hờ chỉ gặp con 2-3 lần. Và lần gặp mới đây nhất là vào tháng 12 năm 2020. Mới đây, người nhà bé VA đã chia sẻ một ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa bố mẹ bé VA vào ngày 23 tháng 9 năm 2020. Theo đó, chị Hờ, mẹ bé VA đã lưu giữ được một phần tin nhắn để làm cơ sở viết đơn xin thay đổi quyền nuôi con. Theo tin nhắn, mẹ bé VA xin phép được đón VA về chơi với bé LA, em trai của VA, do chị Hờ nuôi dưỡng vào tối thứ 6 và sẽ trả lại bé vào chiều chủ nhật. Khoảng 6 giờ tối thứ 6, mẹ qua đón VA, tối chủ nhật mẹ đưa em về lại nha.
Tuy nhiên, Trung Thái, bố bé VA đã thể hiện thái độ rất tình khi xưng hô cô tôi. Bố bé VA cũng tuyên bố thời điểm trao quyền quản lý bé VA cho người tình là chỉ 1 tháng sau khi ly hôn. Tôi sẽ đưa contact của Trang để cô liên hệ khi đón VA hoặc chở LA sang. Giờ tôi bận nên Trang sẽ là đầu mối, đừng nhắn qua cho tôi nữa, tránh phiền đến cuộc sống của cả hai. Thời điểm đó, chị Hờ vừa gượng dậy sau cú sốc và ly dị 1 tháng. Những thông tin mới này khiến dư luận thêm phẫn nộ về bố của bé VA. Nhiều người cho rằng việc ngăn cản con không được gặp mẹ, trao quyền cho dì ghẻ của Trung Thái chỉ 1 tháng sau ly hôn là thiếu tính nhân văn, không thực sự suy nghĩ đến quyền lợi của con.